Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi các địa phương từ Quảng Ninh đến Cà Mau cũng như các ban ngành về việc chủ động ứng phó với cơn bão Phanphon đang ở trên vùng biển phía đông Philippines. Vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ vĩ bắc, 127,8 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ ngành thông tin kịp thời cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án ứng phó và cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Ngoại giao chủ động có công hàm gửi các nước vùng lãnh thổ trong khu vực, tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn.